Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh tin tin nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh tin nóng S. Sau đây bản tin tin nóng S xin đưa đến cho quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến việc phiến quân khủng bố Idlib đánh lẫn nhau, Syria ung dung hưởng lợi. Trong mấy ngày qua, cục diện các phe đối lập ôn hòa và khủng bố ở khu vực tỉnh Idlib đã có những biến động rất lớn. Sau khi bị khủng bố và đối lập ở toàn quốc bị dồn về Idlib, sự chia rẽ các nhóm chiến binh tồn tại trong tỉnh Idlib tiếp tục trở nên sâu sắc. Các phe phái phiến quân và khủng bố đã chia thành hai phe rõ rệt. Do nhóm phiến quân al asam và tổ chức khủng bố Al-Nusra Front, tức Sabhat Al-Nusra, chi nhánh Al-Qaeda ở Syria đứng đầu. Một số nhóm nhỏ trước đây thuộc về Ara al đã chạy sang tổ chức của giáp hát al fateh sam trong khi đó một số nhóm khác lại theo về phía phe của aras al sam theo đó một liên minh mới của khủng bố syria đứng đầu là giáp hát al fateh sam đã được thành lập với tên gọi Hantari Ansam HTS Mới một vài ngày trước, một số tiểu phê phái còn đối đầu với giáp An Alpha sam nhưng hiện nay chúng đã là một phần trong liên minh của Anuza. Lực lượng chính của liên minh bao gồm 11 nhóm, hiện đang củng cố chính quyền, quyền lực chính trị và quân sự, cũng như lợi ích kinh tế của giáp hát Ansam trên địa bàn của tỉnh Idlib. Nhà lãnh đạo chính của liên minh là Abu Sabe Anskay không nên bị nhầm lẫn với nhà lãnh đạo quân sự Abu Mohammad al một cựu chỉ huy Aran Ansam chạy sang hàng ngũ al vào tháng 9 của năm 2015. Đầu tiên, Harakat Nao Andin Anzinki, Ligua Anhat, Zabhat Ansa Andin, Zat An Sunna, Majadao An Sida, Katai An Aquasa, Katibat Quarafel An Susada, thống nhất đứng trong hàng ngũ của Hayat Tasi An Sam. Sau đó, vào ngày 31 tháng 1, ba nhóm khác, bao gồm Katibat, al An Al-Rahman, Katybat, Anzasit và nhóm nhỏ của lực lượng vũ trang của các bộ lạc Ansap, một chi nhánh của Anbu Saban, cũng đã gia nhập liên minh haat Tazi Ansam. Hai phe liên minh với Ara Ansam trước đây là các tiểu đoàn của Anquasa không nên bị nhầm lẫn với Jun Anquasa và sau Sauquan Ansam đã tham gia vào liên minh của hai Hayat Tazi Ansam đổi lại Tajamu Fataquin, Kama Umid, Sukau Ansam, Katab Thuwa Ansam, Jet Ans Islam chi nhánh của Idlib, Samia Fran, Muihidi, In Bai -mi, Liwa Midet Bin Amro và Jet An Mujahidin sáp nhập vào liên minh của Andra Ansam một trong những lý do của quyết định đó của hai phe phái có thể là xu hướng lịch sử phân cực chính trị của ara ansam nhóm đã từng hai lần thanh lọc chính trị nội bộ lý do thứ hai là một cuộc tấn công của giáp hát fate ansam chống lại nhóm không sốt sắng nổi loạn trong thời gian ở địa bàn của hai tỉnh hama và idlib Ngoài ra, sự hiện diện của Abu Zabe Ansay như một chỉ huy cao cấp ở hai Tasi Ansam cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút các phe phái, phái nhỏ của liên minh Ara Ansam chạy sang với HTS. Trong thời gian qua, sau khi các nhóm khủng bố và phiến quân trên khắp đất nước Syria chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với chính quyền Syria để qua hành lang an toàn về Idlib, sự chật trội về địa bàn hoạt động đã khiến chúng bắt đầu đánh lẫn nhau để chiếm đất. Ngày 26 tháng 1, tổ chức khủng bố giáp hát al Sam, trước đây được gọi là mặt trận al đã tiến hành đánh thị trấn Hafea ở Hama và làng Dana ở tỉnh Idlib nằm ở khu vực giáp với phía bắc của tỉnh Hama, khá gần với các tuyến kiểm soát của quân đội chính phủ Syria. Trước sức tấn công mạnh mẽ của Rabhat Fateh Ansam từ Idlib đánh sang, hai nhóm phiên quân đối lập là Ara Ansam và Reds Al-Musadin đã phải rút khỏi thị trấn Hafeya. Đây là một trong những thị trấn lớn không chỉ của Hama mà còn trên toàn lãnh thổ Syria và dân số đa số Kitô hữu. Ngoài Hafeya, trong những ngày sau này, Anusafran cũng củng cố vị thế của mình trong thị trấn gần Tây Bát Imam và tất cả các làng xung quanh trong thời gian tới việc khủng bố tăng cường lớn chiếm ở địa bàn Idlib và Hama có thể dẫn đến đụng độ với quân đội của Syria trong những ngày qua, trong khi cuộc chiến lắng xuống ở thành phố trung tâm hành chính của tỉnh Idlib, tổ chức khủng bố Giáp Hát Fateh Ansam không có bất kỳ hành động quân sự nào ở đó, thì chúng đang cố gắng giành địa bàn ở các thị trấn khác của tỉnh. Các tay súng Giáp Hát Fateh Ansam đã được phát hiện gần bệnh viện Maran Anuman -An và tại các thị trấn Sankin, Khan -Sai Khan, Sarawkip và Kan Nabelen. Còn làng Dana nằm ở phía bắc của tỉnh Idlib, hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của hát al Ansam. Việc khủng bố và phiến quân tạo ra hai liên minh lớn cho thấy sự phân tích rõ ràng giữa các nhóm chiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia hậu thuẫn ở Idlib. Đây được xem như kết quả của các cuộc đàm phán giữa Damascus, Tehran, Moscow và Ankara mặt trận Anusra và các đồng minh của nó sẽ chính thức bị phân tách hoành khủng bố. Số còn lại sẽ được coi là đối lập ôn hòa, tham gia vào cuộc đàm phán với chính phủ Syria. Trong những ngày tới, các tay súng của một vài nhóm khủng bố và đối lập từ Wadi Barada, ngoài ô của Damascus, cũng sẽ được vận chuyển đến Idlib. Họ sẽ phải chọn một bên trong những cuộc chiến giữa Abhat al Ansam và Anra Ansam trong tương lai gần. Theo đó, một danh sách thực sự của các nhóm đối lập và các nhóm khủng bố đã được hình thành sau khi chúng đấu đá nội bộ để tranh giành địa bàn hoạt động ở Idlib. Khi đó, thời gian đàm phán kéo dài càng lâu thì mâu thuẫn giữa hai thế lực này sẽ càng sâu sắc hơn. Hiện nay, Idlib là cái túi tập trung quân đội đối lập và khủng bố lớn nhất Syria nếu Assad tập trung quân đánh tỉnh này thì rất dễ bị khủng bố nhà nước hồi giáo IS và phiến quân đối lập quân đội Syria tự do FSA đánh chiếm mất các vùng khác như Aleppo hay Diyar Cuộc chiến giữa các nhóm phiến quân đối lập và khủng bố ở tỉnh này là cơ hội rất lớn, rất có lợi cho chính quyền Damascus bởi cả hai thế lực đang bị dù sai hay thắng ai bại, chúng cũng sẽ suy yếu trầm trọng, dễ bị quân chính phủ tiêu diệt. Nếu Anusa thắng, phe của An Assam bị nốt chọn thì Assad sẽ lại bỏ được cái gai đối lập ôn hòa mà họ luôn bị ép buộc phải đàm phán với chúng. Đường Hoàng mở cuộc chiến chống khủng bố ở Idlib để giải phóng tỉnh này rộng đường tính tiếp khủng bố IS. Nếu phe An Assam thắng thì Assad cũng loại bỏ được một nhóm khủng bố mạnh hơn cả FSA, tinh nhuệ không kém. IS còn phe đối lập được Saudi Arabia hỗ trợ cũng kiệt sức, trở nên yếu thế hơn hẳn quân chính phủ trong quá trình đàm phán. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Đóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.